có bố ông rồng lúc nào cũng xung quanh đây nè, cho nên mỗi lần nghĩ đâu mấy vị đừng có tới gần quá, tới gần quá mấy vị mới thích, tại vì con người của mình á, mấy vị mấy chiếc tiên á hiện giờ đang đứng xung quanh để bảo vệ, tại vì ngồi ở đây nhưng mà chị không có sợ dân chơi cầm súng bắn kiệt hay nhào vô đâm kiệt hay là gì, chị không sợ đó, mà mấy thiên ma đó nó cũng canh từng chút để mà nó trưởng, tại vì nó muốn làm hư cái, tại vì là người làm cho cái cơ vận của tụi nó không có đúng như ý, cũng như không có ai mà nói chung cộng chia năm thôi bảy, cũng không có ai nói là Biden không quá hai nhiệm kỳ, 2-3 năm trước mình nói rồi, và cũng không có ai dám nói là Nga với Tàu sẽ thua đậm luôn, giờ là đang thua. Nên những cái thế lực mà bên thần thông của ma quỷ á, vô vi á, nó mạnh lắm á, nên mấy không có mấy chị gì hộ mình cũng khó có ngồi đây nổi. Lâu lâu á nó cho bùa lão ban, bùa này bùa kia vô đây trà trộn ngồi chưởng mình, người đó tối giờ là học máu liền, mấy gì nói mà kia có sinh cũng không được, mà hồi mấy tuần trước có bị á, giỏi lắm là khi phát hiện là nó hơi ấy là tại mình có 7 dòng hào quang đã bảo vệ, nhưng mà khi mà họ đã cố tình á, là gì nó cũng giống như một đứa con nít chơi ngông vậy đó, nó muốn thử nhưng mà nó không bao giờ nó hiểu được cái hậu quả khi mà mình khởi tâm để mà tạo nghiệp. Một người mà cản một người làm chuyện tốt, cản một người làm từ thiện thì người đó đó tội đồng nghĩa như là đốt chùa, giết cha mẹ hay là làm Phật chảy máu, tội nặng đó. Một người nào mà cố tình lên hại mấy vị đều biết hết. Còn một người hôm nay mà một cái tập thể lớn nó hại cái núi Thiên Long Sơn, nó hại bao nhiêu người quốc nội hải ngoại không có đoàn kết lẫn nhau để mà đánh lạc hướng này, làm bao nhiêu cái chuyện mà cho cộng đồng rối lên, không có sức mạnh để mà không có cái tinh thần đoàn kết, mà 6 triệu người do Thượng Đế, do các chư Phật với Đức Thầy đã dàn xếp mình ra hải ngoại trước 75, tới 75 HO, ODP, rồi Viện Bảo Lãnh, rồi Viện Hôn Thê, rồi giờ vô học sinh. Tất cả cái đó là điều do bề trên sắp đặt đó, để cho sau này tất cả chúng ta trên thế giới mỗi người đem mỗi kiến thức, đem mớ vốn, đem mớ trình độ về bản để mà xây lại một cái nước Việt. Nước Việt nhỏ bé 6 triệu người chẳng lẽ làm lên không mạnh à. Hú hồ á là bây giờ mình không có cùng thể chế với Mỹ thì những công ty vi mạch lớn hay những công ty điện tử lớn nó không bao giờ nó về bản, là tự vì nó sợ về bản quyền của nó, cho nên hiện giờ nó mới rút về Mỹ. Sớm ngồi ở đây có chút nắng nó cũng ấm, tức là mỗi lần nắng nó đi đâu á mình né này lưu vong mà bước lăng thang như kẻ không nha. Ngày qua có đại tử Thiên Hải làm cái này cũng cũng hay á, cảm ơn Hải, Hải cũng nhanh trí nha, là giỏi á. Từng rồi cái đi từ khúc này cái qua khúc này, qua khúc này chiều chứ đó nó mát cũng đó. Chị chưa về Dallas hả? Thứ hai về hả? Austin à? Oh my goodness. Yeah, is we have this place for since 2008. The mountain is temporary closed for restructure. Yeah. At this time, our attorney and the county attorney on the table argument, and then we are really strictly don't let anyone go up there, because if they find out and all the settlement is
will be they're not going to approve forever. So we temporarily slow by this time.